Sau đây sẽ là video quay lại quang cảnh nghiên cứu dâu tây và cà chua trong phòng nghiên cứu của tụi mình nha. Đây mọi người có thể thấy này, dâu tây. Ở đây có tất cả là 96 hay 94 cây gì ấy. Và đây là dâu tây của anh Phong. Mọi người thấy không? Hòa ra rất sai. Dạo gần đây thì anh có thắp đèn đây, hệ thống đèn trên. Thắp đèn vào ban đêm để cho cây hoa, cái cuống lá ấy, nó dài ra. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Trông quả nó hơi biến dạng tẹo. Nhưng mà trong này nghiên cứu mà vui. Hoa. Bình thường cây mình trồng ở nhà lùn lắm, cái lá, cái cuống lá rất là ngắn. Thế nhưng mà đây anh trồng nghiên cứu có quả kỳ không? Hình rất kỳ luôn. Đấy. Hai cái giống lá nó nhỏ nhỏ này, hoa nhỏ nhỏ như này là loại hoang dã, loại dã sinh. Quả chỗ này quả nó không sai lắm. Nhìn xem chùm hoa này trông thích chưa, to đùng luôn. Chín mọng thơm ơi là thơm ấy. Mai này về Việt Nam mà ở trồng được vườn dâu tây ở miền Bắc thích. Không biết làm nào. Bởi vì cái chi phí đầu tư chắc là cao lắm rồi. Còn đây là cà chua. Cà chua ha. Cà chua phía bên mình đang quay này là mình tưới ban sáng, tưới phân ban sáng. Ở giữa này mình tưới cả sáng cả chiều. Và đằng xa kia là mình tưới buổi chiều. Và lượng nước và lượng phân mình tưới là như nhau, chỉ là thời điểm tưới khác nhau thôi. Đây mình trồng ớt chuông. Và phía bên này thì cái cà chua đây mình trồng sau. Mình tưới giống nhau, thế nhưng mà cái đất sử dụng bên dưới ấy, nó khác nhau. Thì mình đang xem là cái cách pha trộn đất khác nhau thì cái ảnh hưởng nó ảnh hưởng thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây. Phía bên này đây cái chỗ mọi người có thấy không, chữ cocopito. Cocopito là sơ dừa. Sơ dừa zero little, nó không có sơ dừa pha ở trong. Hoàn toàn không có sơ dừa ở trong. Cái này sơ dừa bên này là 2 lít sơ dừa. Còn bên này là 3 lít sơ dừa trộn với tro. Còn bên này thì là chữ aquafom sang little, chỉ có nghĩa là cái bọt biển ấy. 3 lít bọt biển trộn với chấu. Bên này là 2 lít trộn với chấu.
Còn bên này là một, chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Chỗ này xem lại nhé. Chỗ này là, mọi người có thể xem. 1 lít. Thì theo như lúc nãy thầy giải thích thì mình hiểu là cái bọt biển này khi mà người ta cắm hoa xong ấy thì thường là người ta sẽ vứt đi và mình sẽ thu lại. Bản chất thì cái bọt biển này cái độ pH ở trong nó rất là cao. Thế đâm ra là nếu mà để nguyên đó sử dụng thì thực vật sẽ không phát triển được, không sống được. Thế nhưng mà để điều chỉnh cái độ pH đấy thì thầy mới cho chấu. Chấu, cái chấu thì nó mang tính bazơ. Còn cái bọt biển kia nó mang tính axit. Thế là khi mà thầy trộn hai cái vào với nhau để cho nó giảm bớt độ axit đi thì là lúc đấy thực vật nó sẽ phát triển được. Và hiện tại thì mình cũng chưa thấy cái sự khác nhau rõ lắm ở chưa thấy cái sự khác nhau rõ lắm trong ba cái khu vực mình đang thí nghiệm này. Thế nhưng mà chắc là từ giờ cái sự khác biệt nó sẽ xuất hiện. Đấy, rất tầm độ mình trồng chắc đây tầm 60 cây, 60 cây gì đấy. Đấy, mọi người thấy quạt cảnh nhà kính như vậy.